Rất khó để nghe rõ điều mà những người này nói, nhưng ngao ngắn và tức giận là điều có thể thấy được thông qua những gì mà họ bộc lộ trong đoạn video. Qua tìm hiểu, đây là thời điểm người nhà của một bệnh nhân kéo đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khiếu nại và phản ứng ekip phẫu thuật vì đã cắt nhầm buồng trứng của bệnh nhân, mặc dù trước đó bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Tối 15 tháng 7 năm 2023, bác sĩ Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, phía bệnh viện đang chỉ đạo các phòng ban xác minh làm rõ vụ việc. Theo ông Huỳnh Minh Chính, trước mắt, Sở Y tế Bình Dương đã ghi nhận vụ việc người nhà bệnh nhân kéo đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khiếu nại và phản ứng ekip phẫu thuật đã cắt nhầm buồng trứng của bệnh nhân, mặc dù trước đó, theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, người này được chẩn đoán là đau ruột thừa. Trước đó, người nhà của một bệnh nhân nữ 35 tuổi, ngụ ở tỉnh Thanh Hóa phản ứng với bệnh viện đã quay clip và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.